650 tình khúc để chọn lại cho đời nghe. Và nhạc sĩ Anh Bằng là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam. Thời trung học thì ông học tại Hà Nội, và từ năm 1954 đến năm 1975, ông di cư vào miền Nam Việt Nam. Ông sáng tác nổi tiếng những ca khúc như Anh Còn Là Em. Và trong buổi tối ngày hôm nay, để tưởng nhớ đến nhạc sĩ Anh Bằng sẽ là ca khúc được mang tên Anh Còn Là Em. Và với ca khúc này, xin chào tất cả quý vị chào đón tiếng hát của anh Hoàng Sơn. Xin chào các quý vị. Vâng, cho phép Hoàng Sơn xin gửi cảm ơn các chị các bạn đã tới phòng trà và cốc coffee để ủng hộ cho phòng trà. Một lần nữa xin cảm ơn. Con đi bối rối,
Vâng, xin cảm ơn tiếng hát của anh Hoàng Sơn rất nhiều. Một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Anh Bằng, ca khúc được mang tên Anh Còn Nợ Nhiều Em. Đấy. Còn chẳng những em nào